bao năm năm rồi em gặp được anh. Trời ơi, em đã thấy tất cả những gì hình ảnh anh qua màn hình, từ TV trắng đen cho đến màn hình màu. Mà nghĩ là không bao giờ một cái nghệ sĩ lớn này mà mình gặp được. Bỗng ngày hôm nay trời rất đẹp, em gặp anh nơi này. Trời, em không biết đây là giấc mơ gì gặp anh Quý à. Anh là một nghệ sĩ lớn mà những cái tiếng ca, tiếng hát, những lời nói và những sự vui vẻ của anh đã đi vào lòng em quá lâu rồi anh Quý à. Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em nhiều lắm. Không, bây giờ không có gì bày tỏ được cái tình cảm của em dành cho nghệ sĩ như Quý. Anh em mình nâng ly chúc mừng tuổi thọ, chúc mừng cái cuộc hội ngộ kỳ thú này. Uống đi Đệ Quýnh. Đệ Quýnh ơi, dù quá nghèo nhưng nồng nàn đứng gì, để kinh cận tài năng trao gửi tri kỳ, mượn chén rượu ngày nay cho tròn vẹn thâm tình. Vô. Ôi hôm nay em thấy giữ được mình, vì thời gian xa cách đó gió ơi thổi vào anh Quý lại nơi đây. Kìa những hàng cây đã in bóng nghiêng nghiêng, ly rượu ngọt ngào tâm hồn chảy ngược. Đã có hôm nay dòng tâm chảy mướt, mà gặp nhau rồi như tháng đẹp hồng mơ. Trời đất ơi, một cái nhà văn mà tự sáng tác theo cái tinh thần gạo hớn, sáng đẹp mà hồng mơ. Đáng yêu làm sao, nó là bày tỏ được từng trái tim. Anh cảm ơn anh. Kính thưa quý khán giả thân kính, quý vị vừa nghe anh hát giọng cổ với Quý, vui thôi, tung hứng thôi. Thật ra anh không phải là một nghệ sĩ cải lương, mà chính anh ta là một nhân vật khá đặc biệt. Nhưng Quý không nói ra ở đây, rất bí mật. Tí nữa quý vị phải phát hiện nhân vật này là ai. Và em nói với anh rằng em đã thầm lặng trên 20 năm trôi qua ở biệt dược, và em đã khổ luyện chính mình, và em tìm thấy trong cái tâm thức mình, cái chiều sâu nội tâm mình có kho báu anh ạ. Đó là kho báu sáng tạo. Hay quá. Rồi. À, cho nên em mới làm cái những cái nghệ thuật, đa dạng nghệ thuật, rất nhiều dạng nghệ thuật, để chia sẻ, đồng hành với những thế giới tâm hồn và tình yêu. Hay quá. À, những người nào đang muốn yêu, yêu tất cả những gì của thiên nhiên, yêu tất cả những gì con người, và yêu chính mình. Ừ. Và những cái gì của nội tại mình chưa được cân bằng. Ừ. Và sự cô độc đó. Rồi. Thì em có những tác phẩm để tưới mát dòng đó, tâm của họ. Cái đó là cái tôi đang mê và đang muốn giới thiệu với khán giả của Phú Quý. Chương trình Phú Quý Du Ký sẽ khám phá điều mới lạ nhất của con người này. Đó là chúng ta xin mời đi. Nguồn chảy từ dòng sâu thẳm. Hay quá, chúng ta đi. Đây là cái dàn sơn của em. Rất nhiều tranh. Okay, hả? Và tranh có thể chất đầy vào cái trong phòng nữa, hàng trăm bức. Ôi trời đất ơi, tranh này là tranh gì mà cái nước sơn hay là cái gì này nè? Hả? Dạ, tranh không có. Kiếm nè. Dạ, ngược, kính. Dạ. Nè. Đây là những cái màu em để chuẩn bị vẽ. À thế hả? Đây là những cái dĩa pha màu thôi. À, em vẽ bằng cái màu này. Vẽ màu, rồi vẽ bằng cỏ đâu? À, em vẽ một lượt là 10 cây cỏ. Ông ta giỡn quá. Dạ, thật, em vẽ màu. Mới làm đi rồi nói dữ vậy trời. Dạ. 10 cây cỏ. Dạ, 10 cây cỏ. Ta vẽ lận cây là 10 cây. Dạ, 10 cây. Tình lòng ơi. Dạ. Hiểu không? Thật. Dạ. Vậy lấy cỏ ra coi coi. Rồi bắt đầu anh hãy chờ đợi anh nha. Chờ nhé, chờ nha. Ờ đi đi. Vẽ bằng 10 cây cỏ luôn hả chú? Nói ngạc nhiên ghê, đúng không biết là chuyện này nó xảy ra thế nào, vô thấy màu không à, dạ. À rồi tranh không mà không biết ông cọ bằng gì mà nó vẽ được 10 cái cọ, để chờ.
Đoàn Việt Tiến quê Bến Tre, ông đến với hậu họa không qua trường lớp chính quy nào, mà chính là tình yêu, là niềm đam mê của thế giới sắc màu. Ông đã có quá trình rèn luyện trong bao nhiêu năm trời trong hậu họa, có trên 1.000 tác phẩm, có nhiều cá nhân đã gây bất ngờ cho người xem. Ông đã bày vẽ tranh từ khi còn nhỏ, ông nổi tiếng với hậu họa Việt Nam, biệt tài độc nhất vô nhị, vẽ toàn 10 đầu ngón tay. Ông sử dụng 10 đầu ngón tay thay cây cọ. Hay quá. Ông có thể vẽ song song một lúc hai bức tranh. Cách vẽ ông rất đặc biệt. Cơ duyên đến cái loại hình nghệ thuật này rất tình cờ. Trong một buổi chiều, ông thấy một tấm kính ông ánh phản chiếu ánh mặt trời. Ông chợt nghĩ, nếu vẽ tranh trên kính, anh sẽ đẹp và bền hơn. Và vẽ trên vài trang giấy. Lần đầu tiên trong đời của chúng ta có thể nhìn thấy một người họa sĩ tài hoa này, ông đang làm gì đó. Tí nữa chúng ta sẽ biết bức tranh này sẽ là thể hiện bức tranh gì. Nó là bức tranh trở ngược. Khi ký ông đặt như vậy, một tí nữa sẽ là ngược lại. Ta sẽ thấy bức tranh hoàn chỉnh về hình ảnh, về nhân vật hay là cảnh gì đó trên cảnh trí màu sắc rực rỡ. Với một cái tâm hồn của người họa sĩ, chúng ta không thể tưởng tượng được ông đang làm những cái điều kỳ diệu lạ lắm lắm, thưa quý vị. Chúng ta tiếp tục theo dõi ông vẽ cái gì đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, Phú Quý đang có mặt tại quận Hóc Môn, một cái xã rất quen thuộc với chúng ta, và một nhân vật này, một người họa sĩ tài hoa, ông ta đã dùng 10 ngón tay chấm vào các họa sơn của mình để ông ta vẽ trên bức kiếm. Nãy giờ có mấy phút thôi, chúng ta không biết ông ta vẽ tranh như thế nào đây. Và quý vị chờ xem nhé, như thế nào. Đó. Đến bây giờ ông vẽ trên 1.000 bức tranh ngược kính. Anh Quý à? Dạ. Bức tranh của anh vừa vẽ xong. Dạ. Mà bây giờ các bạn hỏi mình vẽ bức tranh này vẽ cái gì? Hay hiện quá. Nay chúng ta đang thấy bức tranh hết sức là bí ẩn, vì màu sắc lộn xộn pha trộn. Dạ. Vào chảy ngược chảy xuôi. Dạ. À, và không biết là như thế nào, hết sức hấp dẫn các bạn ạ. À. Và tôi cảm nhận, tôi cảm kích và ngưỡng mộ một cái nhân vật là Phú Quý. Một người mà tôi đã thần tượng mấy mươi năm trôi qua. Hôm nay trong cái dòng chảy, cái nguồn cảm xúc của tôi có một cái tặng trạng, đó là tác phẩm. Và sau đây anh sẽ thưởng thức bức tranh của anh. Dạ. Vừa xong. À, anh Quý à, dạ. Đây là tất cả những gì, những ý nghĩ và những gì trong thế giới nội tâm của anh đều là bức tranh. Như vậy là tâm hồn của anh hiện nay, tất cả những con người tâm hồn anh, những cuộc hành trình đi qua và những tình yêu cuộc sống, những nỗi niềm, những cách, những khắc khoải. Vì vậy những quá khứ đều nằm trong bức tranh. À, anh thấy hơi lạ gì? Chắc là phải động não rồi nhờ giải thích tiếp. Đúng, vì mình nhìn thấy cái này sao rối quá, không biết sao đây. Đó. Dạ. Tác phẩm tâm hồn. À, không biết à. Đó, đây là một món quà để tặng anh nhé. À, tại vì tôi có cái vốn sống tôi là nguồn cảm xúc, mà tôi dùng cảm xúc để tặng anh. Và bắt đầu anh sẽ nghe bắt đầu giải thích nha. Bạn ôm cái. Trời ơi, bạn làm tôi xúc động muốn khóc luôn đó. Tôi không hiểu được là một người họa sĩ tài ba như bạn lại có một cái ý nghĩ và lại vẽ lên một bức tranh về nói về cuộc đời của mình bằng bức tranh trừu tượng như thế này, và các dẫn giải của bạn làm tôi thật sự xúc động. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn nhiều lắm. Đồng Hà Tiến, tôi theo dõi từ đầu. Cái kiếm này chưa có được lật trở lại. Lúc hồi nãy nó nằm phía kia. Thì đó là bề trái, còn đây mới là bề mặt nè. Thế bây giờ vậy nè, với 10 ngón tay như 10 cây cọ thông thoát chạy trên mặt kiếm,
có đủ màu sắc các loại. Và bây giờ quý cũng xin hỏi anh, bức tranh này muốn nói về cái gì? À, bức tranh này là chính là anh đó. Hả? Là sao à? Anh nè, anh là bức tranh này. Ủa đâu, con mắt cái mũi là lỗ tai lỗ miệng đâu? Ôi đôi mắt đó là chữ O vòng tròn phát sang, và cái mũi chính là hít thở từ những màu xanh. Cái miệng đời đã có loanh quanh, giờ mới thấy được tâm hồn anh là trái tim chảy ngược. Bức tranh tôi vẽ tranh quỷ hôm nay đó là bức tranh hành trình đi qua đó anh. Cuộc đời đi như cả núi đồi, hoa vẫn nở khắp đường đi anh đó, tiếng reo cười cho thú về người ơi. Cuộc đời chẳng chơi với đi đây đó, có huynh có đời cho mọi người cùng nếm trải. Những đất địa nơi đâu đó mà hành tình anh đầy tươi sáng. Xúc động quá. Chẳng những anh đã phát họa ra một cuộc đời của Phú Quý mà lại bằng những giọng ca, giọng cổ. Rất là, tôi nói thật anh là tôi xúc động lắm. Không biết là khán giả xem qua rồi có chia sẻ được với Phú Quý điều này với một người họa sĩ tài ba này hay không. Nhưng tất cả những ấy đã thể hiện lên bức tranh này, cuộc đời, sự nghiệp và tất cả mọi thứ của Phú Quý qua lời dẫn giải của một chàng họa sĩ tài ba. Cảm ơn Tiến nhiều lắm, cảm ơn Văn Điện nhiều lắm nha. Rất cảm ơn nha. À giờ chú Tiến ơi, nãy giờ con thấy là chú có tả về cái nội tâm của chú Quý trong cái bức tranh này. Chú có muốn hỏi là khi mà mình vẽ trên kính á, với lại vẽ trên giấy hoặc là gỗ thì cái nào nó sẽ khó hơn? Và cái độ bền của cái kính và vẽ trên giấy thì cái nào sẽ là tốt hơn ạ? Theo tôi thì mình vẽ trên kính là phải vẽ ngược. Tại vì nếu mình vẽ bên ngoài này thì người ta chùi nó bay hết sao? Ừ, đúng rồi. Đúng không? Phải vẽ ngược. Thì mình mới đặt vô khung cái thì mình ốp mặt lưng lại. Trên kính là phải vẽ ngược. Vẽ ngược thì lại khó. Tức là những cái màu sắc nó không phải đi trước đi sau. Ví dụ cái muốn vẽ cái bầu trời đó thì cái màu vàng rồi màu trắng rồi màu xanh lơ rồi cái chấm nâu ví dụ vậy đi từ nó chồng lên. Như vậy là cái não mình phải suy nghĩ cái màu thứ là sao. Và cái đường nét nó cũng ngược và nó hình khối cũng ngược, tất cả bố cục cũng là ngược. Đó đây là loại tranh trù trượng, còn nếu mình vẽ chân dung hay tĩnh vật á là nó còn ngược, nó còn khó nữa. Không phải là nổi thành khối là. Đặc biệt vẽ kính này thì tôi nghĩ là nó sẽ bền theo thời gian. Và nó rất là tốt. Vì sao? Thứ nhất là này, kính cường lực. Kính cường lực là nó sẽ tránh sự thời gian gia động và không vì vậy. Hai nữa là nó đi ngược và màu sắc làm sao thì ánh sáng mặt trời nó phân biệt rất là khó, cho nên nó sẽ chậm phai hơn. Rồi. Và nó bền. Tôi muốn hỏi nè, cái kỹ năng đó, khi mình dùng 10 ngón tay này để làm cái cọ đó, để vẽ lên bức tranh trên kiến và trên giấy đó, thì cái nào khó hơn? Thì nói chung á là cái vẽ trên giấy á thì nó bình thường, nó quen thuộc rồi, nó có gì nó bình thường với mình. Nhưng mà vẽ kính ngược á mà dùng 10 đầu ngón tay á thì rất là khó. Vì sao mà không dùng cọ dùng ngón tay? Vì dùng cái cọ nó sẽ chậm chạp hơn và nó không tùy cảm xúc. Vì cái cọ nó bị ngăn cách cái giữa cái tâm thức và tư duy của mình, cho nên mình là một con người bị chấn động cảm xúc và rèn luyện cái cho nên phải đi theo cái đi. Hiểu rồi. Cho nên nó truyền ra 10 đầu ngón tay nó ra để chúng ta đưa cảm xúc nó tập trung. Như vậy là nó truyền dẫn cái cảm xúc mình nó trực tiếp mà không có bị khoảng cách. Thứ hai nữa là nó khó là những vật nhỏ, ví dụ như những bắt chân dung mắt mũi miệng hay là những cái khối trái cây tĩnh vật đồ vật thì làm thế nào để dễ được vật nhỏ thì mình mới rèn luyện bằng mép tay, móng tay và bàn tay và những cái lòng bằng và những cái cạnh bàn tay mà mình khai thác tất cả sự tinh tế của đôi tay. Tiến ơi, quý xin hỏi thêm câu nữa nha. Trong cái quá trình làm nghề của anh có một cái kỷ niệm nào mà sâu sắc nhất, đáng nhớ nhất anh có thể nói cho khán giả của quý vị biết? Tôi vẽ hàng ngàn bức tranh rồi. Dạ. Và đó là những tác phẩm của mình đã các bạn đã đi khắp nơi, chỗ nào cũng các bạn thích các bạn nhận tranh mình.
và trong nước và cả nước ngoài. Dạ. Một cái điều đáng nhớ nhất cái bức tranh mà khi bức tranh nó đi rồi mình cảm thấy tiếc. Bức tranh đó là mình đang vẽ về một cái sinh vật và cổ đại. Tôi vẽ hầu như giống như là khủng long. Ừ. Một con khủng long. Mà cái đầu bàn tay tôi vẽ lúc vào lúc 0 giờ khi mà mọi nhà đi ngủ hết thì mình xuống mình pha sơn mình vẽ. Mình tập trung tất cả mình vẽ ra thì vẽ ngược thì lật ra là con khủng long đẹp lắm. Nhưng mà là nhiều người đến đây để xin bán á, mình không có là không bán. Và rồi cuối cùng một ngày kia có một người khách họ đến á và họ tha thiết mua tranh đó. Cuối cùng không bán, cũng không bán được bao nhiêu tiền hết. Tại vì mình người ta thích người đó thì mình thấy người ta anh thích thì lấy đi. Rồi thì người ta tặng lại cho em bé con mình á, con mình đứa trai 3 tuổi đó thì tiền để uống sữa. Thì như bức tranh là mình hơi nói tiếp. Dạ. Ngoài những cái kỷ niệm mà bạn vừa kể cho quý, nhưng cái điều mà quý muốn nói đó là những nhân vật nào bàn tay anh vẽ nên anh có nhớ không? Có một điều rằng tôi vẽ cái chân dung của lãnh tụ Việt Nam chính là Bác Hồ. Dạ. Tại vì tôi là một người lính đã từng chiến đấu và tham gia bảo vệ quốc ở phía Nam và làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia. Khi tôi ở Bến Tre là những cái ngày tháng vất vả khi giả từ vũ khí trở về đời thường thì tôi có khổ luyện trong một cái miền quê ở ngôi nhà mình. Thì trong miền quê khổ lắm đó có mẹ tôi. Mẹ tôi là người gọi dàn dầu 10 năm cho tôi vẽ khi nhà không có điện. Mà đến đúng 10 năm là từ 1989 thì cái bức vẽ chân dung mà khó nhất là Bác Hồ được thành công. Trời đây, ơi. Đây. Đây là 10 năm. Đây khoa người đàn bà đứng phía sau cầm đèn trong đó là mẹ. Mẹ ruột. Đó là mẹ. Rồi người vẽ là anh đó. Đúng. Hình tượng của Bác Hồ Chí Minh. Thì lúc đó là mặt mình còn ốm khổ luyện nó gầy gò vậy nè. Thì đây là chiếc nón cối nè. Cái chiếc nón này mình đi vào lính còn là chiếc nón còn treo lên. Đây nón. Và bây giờ đây. Mời đang tôi đi xem chút xíu. Lung linh ánh mắt mẹ hiền. Đẹp quá, trời đẹp quá hình của bác này. Rất đẹp. Mẹ này và người họa sĩ tài ba lúc đó anh còn trẻ nha. Dạ. Rất đẹp. Dạ. Ôi xúc động quá, xem mình xúc động quá, cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, hôm nay có được những hình ảnh như thế này là quý rất là xúc động. Dạ. Chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Rồi, bây giờ vậy. Những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh đã vẽ được đó là ba. Và còn một số nhân vật nào nữa không? Về văn nghệ sĩ, về bác sĩ, về kỹ sư, về lãnh tụ trong nước thế giới. Còn ai? Có vẻ ai không? Tôi còn có vẽ một nhân vật mà tôi hết sức ấn tượng đó là Fidel Castro. Có một điều đặc biệt rằng vào năm 2000 thì tôi vẽ chân dung của Fidel Castro và tặng cho ông. Ông rất thích tôi và ông có tặng lại cho tôi một chiếc áo và hai cái đũa khử độc xì gà bạc vẽ. Có điều đặc biệt kỳ lạ anh quý à. Không biết cơ duyên gì sao mà đến chừng ngày Fidel mất thì tôi cũng là được nhà nước Việt Nam mời tôi vẽ bức chân dung đó và đi dự tang lễ ngày ông Fidel mất vào tháng 11 2016. Cái chủ đề tôi đặt tên của tác phẩm Fidel Castro là dấu ấn đời người. Đó là câu chuyện của tác phẩm là Cuba. Có một điều nữa các bạn à, tôi muốn tâm sự với anh quý rằng không hiểu gì sao tôi không nghĩ rằng mình vẽ được bức chân dung này. Đó là bức chân dung tổng thống Mỹ Donald Trump. Wow. Có nữa? Vâng, có. Ủa, mà vẽ bằng ông ta thật hay là mình lấy hình ở trên báo chí, trên báo đài rồi anh nhìn vô đó anh vẽ? Tôi là người đặc biệt thế này. Khi vẽ tôi không nhìn bất cứ hình ảnh nào của ai. Tuyệt vời quá, lạ lùng quá. Tôi phải nói lần đầu tiên trong cuộc đời phú quý đã đi khắp mọi vùng miền quê hương, tôi chưa gặp một con người kỳ lạ này. Một người kỳ lạ đến độ tôi không tưởng. Kỳ lạ mà tài ba, kỳ lạ mà tôi chiêm ngưỡng, rất là quan trọng, điều đó tôi rất mừng. Dạ chú Tiến ơi, con có nghe nói là chú đã đạt được rất nhiều cái kỷ lục trong nước và quốc tế, có đúng vậy không chú? Dạ, vậy thì bây giờ chú có thể là chia sẻ cho chú Quý với con được hiểu kỹ hơn về những cái kỷ lục đó được không chú? À, được. Thì bây giờ đến nay là mình được 3 lần kỷ lục của Việt Nam. Dạ. Vào năm 2005, và tháng 1 năm 2009 và tháng 6 năm 2009, tức là mình 3 lần kỷ lục của Việt Nam. Dạ. Và điều may mắn là ngày 30 tháng 6 Công đoàn Việt Nam đã đề nghị kỷ lục thế giới Watkins là để mà giám định và để mà cho mình biểu diễn chương trình kỷ lục thế giới. Thì ngày 30 tháng 6 biểu diễn thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã
mình khi đăng ký kỷ lục của thế giới á là 15 phút vẽ 8 bức. Thì như vậy là, nhưng mà cuối cùng á, khi mà tới chương trình bắt đầu á, thì cái giờ phút đó không ai tưởng tượng được là mình vẽ là hai bàn tay và cái dòng chảy sâu thẳm bên trong nó tràn ra ngoài. Thì mình vẽ là 12 bức trong vòng 6 phút 24 giây. Là thì lúc đó rất nhiều đài truyền hình phỏng vấn mình, lúc đó hình như khoảng tới 3-4-5 đơn vị báo đài trong và ngoài nước và cả như toàn quốc và nhiều. Thì ai phỏng vấn mình á, mình lúc đó mình không hiểu rằng vì sao làm được điều đó. Mình không biết lúc đó là giấc mơ sự thật. Cho nên á, là người ta rất ngạc nhiên vì tốc độ vẽ quá nhanh. Nhưng cái thời điểm đó năm nào và ở đâu? Thì mới đây nè, mới đây trong vòng 2 tháng, không được, 1 tháng mấy à? Mới đây thôi. Dạ. Thì tổ chức tại Tân Cảng Sài Gòn và ngày 30/6 thì mình được công nhận kỷ lục thế giới. Mà chủ phó chủ tịch kỷ lục thế giới á, mới công bố rằng đây là kỷ lục duy nhất và nhanh nhất thế giới. Và hai nữa được phong tặng cho anh là kỷ lục độc đáo nhất và tuyệt đẹp nhất các kỷ lục thế giới từ trước đến nay. Rất là mừng. Mỗi bức tranh là một chủ đề, 12 bức tranh là 12 chủ đề vô cùng khác nhau và 12 ý tưởng. Rất đáng yêu. Thì trong chương trình này biểu diễn thì có rất đông, khoảng chừng 400 người tham dự, mà rất nhiều của giới đồng nghiệp, họa sĩ và những cái người liên quan lãnh đạo và những người yêu nghệ thuật. Và tôi cảm thấy rất thú vị. Thì một điều hạnh phúc nhất là gì là anh Quý à? Tôi là tôi khổ luyện tôi vẽ ở miền quê xã Phú Đức cho thành Bến Tre, là suốt một cuộc hành trình vẽ này đã trên 20-30 năm rồi, mà lúc đó chỉ có xung quanh giường là chỉ nghe tiếng côn trùng, thậm chí có vài con chim đang bay kêu te te, và chỉ nghe tiếng kinh gạch đang chảy ngược sau dòng sông của nhà mẹ. Mà cô đơn bóng chiếc vì đó không ai nhìn thấy và chỉ có những người nông dân. Nhưng mà không ngờ bây giờ mình đồng giải cảm xúc ra về tới thành phố và về trong nước và đi ra các nước thế giới. Rồi mình rất vui mừng và mình chia sẻ với anh là mình muốn bộc bạch em anh đã thể hiện được những tác phẩm này bay cao và bay xa, giống như em anh đã ngưỡng mộ anh Phú Quý gần 30 năm qua, chỉ thấy anh trên màn hình TV mà thôi. Vì em kính trọng, em thần tượng ai đó mà gặp được thì hạnh phúc vô bờ. Cảm ơn nhiều bạn, cảm ơn lắm, xúc động lắm. Hôm nay đến thăm bạn và nghe được bạn nói tất cả những cái gì đó, những cái góc khuất của cuộc sống và những ký ức trong cuộc đời làm nghề và những kỷ niệm khó phai trong trái tim bạn, bạn đã đem hết và trải rộng ra, trải lòng mình ra cho khán giả của Phú Quý trong chương trình Phú Quý Du Ký. Hãy cho tôi nói lời chúc mừng bạn, mong sao lúc bạn sẽ là một người họa sĩ tài ba của thành phố chúng ta, của đất nước chúng ta. Bạn mãi mãi có nhiều năng lượng hơn, sức khỏe giàu giàu hơn, một gia đình ấm êm hơn. Để chi? Để chúng ta có được một cái nghị lực thẳng tiến tới. Tương lai còn dài lắm, bạn còn rất trẻ, cố gắng làm nghề đến 100 tuổi để còn nhớ là dạy học trò nha. Còn riêng lúc đó, Quý tới dễ và Quý tắm.